Ngày 14 tháng 12 năm 2020, Công an thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh vẫn đang điều tra vụ cháy xe ô tô khiến 3 người thương vong. Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, xe ô tô 5 chỗ mang biển số 15B30440 lưu thông theo hướng quốc lộ 18 vào khu danh thắng Yên Tử. Khi đến đoạn dốc Quảng Hái, thôn Nam Mẫu 2, xã Thượng Yên Công, thành phố Uông Bí, xe ô tô mất lái, đâm vào vách núi rồi lật ngửa, bốc cháy dữ dội. Hai phụ nữ ngồi bên trong xe tự giải cứu và chui ra bên ngoài, gọi lực lượng cứu hộ, còn tài xế bị mắc kẹt bên trong. Nhận được thông tin vụ việc, Công an thành phố Uông Bí đã điều 2 xe cứu hỏa cùng 15 cán bộ chiến sĩ có mặt tại hiện trường, triển khai các biện pháp dập lửa và cứu nạn nhân bị mắc kẹt. Sau khoảng 15 phút, đám cháy được dập tắt nhưng tài xế đã tử vong tại hiện trường. Hai phụ nữ gặp nạn được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Nam Thụy Điển trong tình trạng bị thương nặng. Qua xác minh ban đầu của Công an thành phố Uông Bí, nạn nhân tử vong là người đàn ông 49 tuổi ở xóm 8, xã Hòa Bình, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng. Một trong hai người bị thương là vợ của nạn nhân. Danh tính nạn nhân còn lại vẫn chưa được làm rõ. Chiều 14 tháng 12 năm 2020, qua điều tra của Công an thành phố Uông Bí, nguyên nhân vụ tai nạn là do tài xế không quen đường. Khi vào cua bị mất lái nên xe đâm vào vách núi dẫn đến vụ tai nạn thương tâm trên.